Xin chào các bạn, video này mình giới thiệu với các bạn cấu tạo của một chiếc phanh xe đạp điện. Phanh của xe đạp điện cũng giống với phanh xe đạp hay là phanh xe máy, nhưng có một điểm khác đó là phanh xe đạp điện có thêm một chiếc công tắc ngắt phanh. Công tắc này có tác dụng là khi bạn bóp phanh thì động cơ sẽ ngừng hoạt động, giúp bạn vận hành an toàn hơn. Đây là một chiếc tay phanh của xe điện bị hỏng, nó bị vỡ và chúng ta có thể nhìn thấy công tắc bên trong một cách dễ dàng. Công tắc phanh của xe điện thì nó ngược lại với công tắc thông thường. Khi ở trạng thái bình thường thì công tắc luôn được đóng, còn khi bóp phanh thì công tắc mở. Nhưng cũng chính chiếc công tắc này làm cho rất nhiều trường hợp xe không hoạt động được. Bạn cần phải hết sức chú ý, khi xe không chạy thì bạn quan sát xem công tắc phanh có bị kẹt hay không. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.